Chào các bạn. Nay cơm chiều nhà mình ăn có những món này đó các bạn. Này là sườn non muối sả chiên á các bạn ơi. Ngoài ra thì mình cũng có rau muống luộc nè các bạn. Rau muống xào tỏi chứ mình nó lộn. Rau muống xào chao với tỏi ha. Ở đây thì mình cũng có canh mướp nấu với tôm với mồng tơi. Mướp á các bạn. Mướp khía với mồng tơi nấu với tôm. Thì thường bữa thì mình chia sẻ mới dọn ra, nhưng mà bữa nay vì nhiều việc quá, bận quá, mình phải chuẩn bị những cái đồ giống như để chuẩn bị Tết đó các bạn, tém dẹp công chuyện nhà đó. Thành ra mình hôm nay mình nấu cơm ăn vậy, rồi mình cũng chia sẻ với các bạn là bữa cơm của gia đình mình gồm có những món này. Mà những món này là những món dễ làm không à các bạn ơi, tại đâu có thời gian đâu mà làm cầu kỳ đó. Thành ra những món này cũng dễ làm, mà trước đây mình cũng chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Này sườn non muối sả chiên ngon lắm cả nhà ha. Rồi ngoài ra cũng có canh có rau vậy là được rồi. Bận rộn mà cũng có được bữa cơm gì là cũng rồi. Mình chia sẻ bữa ăn tối của gia đình mình đó các bạn, đến đây mình kết thúc ha. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở những video sau.